sầu riêng nứt thân, xì mủ, cây na bị thán thư, thối quả, cây mai bị nấm trắng, nấm hồng, thuốc diệt nấm vi tóc thao ra, hàng giả hàng nhái đang là những từ khóa được tìm kiếm và yêu cầu tư vấn rất nhiều. Thấu hiểu được tâm tư của bà con, Kinh Bắc luôn tạo ra những dòng sản phẩm cần thiết cho bà con. Xin chào quý bà con, hiện tại trên tay tôi đang là sản phẩm BQ, thuốc diệt nấm bệnh. Đây là một trong những sản phẩm mới được nghiên cứu bởi Viện Khoa học Cây trồng, Nông nghiệp Quốc gia Việt Nam. Và với BQ thì có thể diệt được tất cả các loại bệnh như là sỉ mủ, thán thư, xương mai, lấm trắng mốc xương, vàng lá thối rễ. Với một gói BQ thì quý bà con có thể pha được cho 200 lít nước. Hai gói BQ là quý bà con đã có thể phun được cho 1 hecta cây trồng. Công nghệ mới với công nghệ lưu dẫn hai chiều, khi quý bà con phun lên cây và lá thì thuốc sẽ thẩm thấu xuống tận rễ tận gốc, cực kỳ hiệu quả. Đặc biệt hơn cả là dòng BQ là dòng sinh học nên rất là an toàn cho đất cũng như là an toàn cho cây trồng, không ảnh hưởng tới đất và cũng như là không ảnh hưởng tới các mùa vụ sau. Hãy để lại số điện thoại cho chúng tôi để được báo giá và tư vấn miễn phí. Kinh Bắc, cảm ơn quý khách.